Wow, các chị em, đây là chiếc Acer Swift 3 2020. 2020 và đây là một trong những chiếc laptop mà có thể coi là đẹp nhất, xịn nhất ở cái tầm giá chỉ có 15 triệu đồng mà thôi. Tại sao hôm nay Hero lại giới thiệu với chị em cái mẫu này? Bởi vì hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2021. Và cái chiếc máy này thì là nhìn qua là anh chị em thấy nó rất là đẹp, nhìn gần như là mê luôn. Acer Swift 3 thì có hai màu chính, đấy là màu bạc và đây là phiên bản màu tím hoa cà, rất là hiếm, rất là khó kiếm nha anh em. Cái chiếc máy này nó có gì đặc biệt mà Hero đánh giá rất cao? Đầu tiên là anh chị em thấy nó có một cái thiết kế đây rất là đẹp. Đây màu này, màu ngày xưa anh chị em thấy nếu mà màu tím ấy thì chỉ trên những cái chiếc máy vỏ nhựa mà thôi. Vỏ nhựa thì màu tím của nó nhìn rất là dởm, nó kiểu kiểu như là tím nó hơi sến súa, nhưng mà chiếc màu máy này là vỏ full kim loại nên là cái màu tím này của nó ánh lên màu kim loại rất là đẹp, nó không kiểu sến súa. Đây là thiết kế rất là mỏng nhưng vẫn nhiều cổng kết nối đấy, cổng HDMI này, tai C hỗ trợ sạc qua tai C này, cổng USB 3.0 đây, đây là khóa, đây là USB ta nghe đây. Cái chiếc máy này thì anh chị em thấy nó có thiết kế nguyên khối đúng không ạ? Đây, đống MacBook Pro đây rất là đẹp đúng không ạ? Với cái tầm giá khoảng tầm 15 triệu này thì khi mà anh chị em đi mua ở ngoài siêu thị thì anh chị em thấy là tất cả các máy tầm giá này nó chỉ có vỏ ngoài là kim loại nhưng mà bên trong là nhựa hoặc là nhựa hoàn toàn. Nhưng mà chiếc máy Acer này nó có một cái đặc điểm cực kỳ nổi trội và đáng giá, đấy là vỏ này là vỏ full kim loại, mặt dưới này cũng kim loại, trên này kim loại, chỗ cái tay này cũng là kim loại, và bên trong người ta không gia cố nhựa như là các cái dòng khác, dòng cùng tầm giá là bên trong toàn nhựa, có thể ngoài nhôm bên trong toàn nhựa. Chiếc máy này nó hoàn toàn từ hợp kim, bởi vậy cho nên là thứ nhất là nó mang lại cảm giác rất là sang trọng, thứ hai là cái chất liệu kim loại hoàn toàn nó sẽ cứng cáp hơn rất nhiều so với những cái mà máy phổ thông độn nhựa bên trong, thứ ba nữa là quan trọng nữa là nó rất là nhẹ. Chiếc máy này nó 14 inch mà nó chỉ nhẹ có 1,15 kg, quá nhẹ. Bởi vì thông thường là 14 inch thì anh chị em thấy là chiếc máy thông thường nó rơi vào khoảng tầm 1,6 kg, ngày xưa thì khoảng tầm 2 kg, sau này máy nhẹ nhẹ thì khoảng 1,5 cân. Đấy, còn chiếc máy này nó chỉ nhẹ 1,15 kg, quá là nhẹ luôn. Đây, bây giờ Hiro sẽ mở ra bên trong nha. Đây, mở một tay nên sẽ nó sẽ hơi khó một tí. Đấy, ai đẹp chưa? Úi giời ơi, màu hoa cà rất là đẹp. Đây, nhìn Hero đã thấy rất là mê rồi. Còn chị em không biết là thế nào, chắc là cũng rất là nhiều người thích luôn. Đây, cái viền màn hình máy rất là mỏng đấy. Viền màn hình rất là mỏng đấy. Mỏng nên máy rất là gọn, 14 inch nhưng mà nó chỉ như máy 13 inch ngày trước thôi. Đây, touchpad này rất là to. Đây, bàn phím đây. Ở chiếc máy Swift 3 này thì nếu mà bản màu bạc thì nó sẽ có bàn phím màu bạc, còn đây là bản màu tím thì bàn phím màu đen. Màu đen đây, gõ rất là êm. Phím này ngon hơn rất nhiều trên cái dòng Lenovo S540 tầm giá này. S540 nó rất dẹp và gõ rất là khó chịu. Và phím này gõ rất ngon, êm và nó có hành trình độ nảy cũng rất là tốt. Đây, trên này là vân tay. Đây, hiệu fast charging này, tức là sạc được qua USB Type C này, mặc dù gốc của máy thì người ta vẫn đi kèm là sạc bình thường, đây là hỗ trợ cắm qua sạc sạc nhanh qua Type C. Đây là màn hình Full HD viền mỏng. Đây là pin, pin của chiếc máy này thì 54 Wh thì rất là lâu, chắc là phải tầm 6 7 tiếng hoặc là hơn nếu mà chị em lưu ý. Đây là Wi-Fi 6, Wi-Fi thế hệ mới nhất bây giờ, tốc độ rất là nhanh, có cổng HDMI. Đây, điểm quan trọng nữa là chiếc máy này chạy chip Ryzen 5 4500U, rất là mát, và cái chip này nó còn mạnh hơn cả chip Core i7 thế hệ 10. Đấy, anh em lưu ý khi mua nên mua cái chip này thì nó rất là nhanh, rất là mát. Radeon Graphics đây, Vega 8 thì phải.
Ấy chứ máy này thì như Hiro hôm trước là đã giới thiệu anh em, đây là chiếc máy này, nó sẽ có cấu hình đây, Ryzen 5 4500U đây, đã 8GB và SSD 256. Thì cái chiếc máy này nó còn có một ưu điểm nữa là trang bị màn hình IPS. Màn hình IPS này thì nó sẽ cho cái chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều và dễ chịu hơn so với màn hình TN. Bởi vì thông thường những chiếc máy tầm 15 triệu trở xuống thì hầu hết là trên thị trường, trên các vào siêu thị thì chủ yếu là màn TN thôi, góc nhìn nó rất hẹp. Màn IPS thì góc nhìn nó rất là rộng và nó rất là dịu mắt đấy. Và khi anh em mua các cái dòng Asus tầm giá này hoặc là Lenovo thì anh em thấy màn TN rất là khó chịu, IPS rất là ok. Mặc dù nó không phải là dòng màn hình đẹp thì so với các dòng cao cấp, nhưng mà so với dòng phổ thông mà được màn IPS này là ngon rồi. Đấy. Cái tay đây mình thấy đây, chất liệu nguyên khối rất là đẹp, rất là sang. Cái màu, nếu mà màu bạc thì nhìn nó sẽ hơi giống của MacBook Pro, còn đây là màu tím, nhìn nó khá là lạ, khá là hay. Hôm trước thì Hiro đã mở ra bên trong để cái chiếc máy màu bạc để giới thiệu với anh em cái nội thất bên trong. Thì chiếc máy này nó có một cái quạt tản nhiệt rất là to, nên anh chị em cứ yên tâm là quạt tản nhiệt nó rất là bự, rất là mát, cộng với chip Ryzen Ryzen 5 thì nó rất là mát và rất là mạnh, rất là mạnh. Ổ SSD thì cho tốc độ boot khởi động rất là nhanh. Chiếc máy này thì khi mà xem trong nội thất thì đấy, như Hiro đã giới thiệu là quan trọng nhất của cái chiếc máy này so với các máy tầm cùng tầm giá là chất liệu vỏ hợp kim nguyên khối, nó không hề có chất liệu độn nhựa bên trong, vậy rất là nhẹ, rất là cứng cáp và dùng được rất là lâu với khả năng chống chịu va đập rất là tốt. Đây, mời anh chị em theo dõi xem ảnh với cùng này. Đấy. Cặp cạnh này. Đấy. Đấy. Wow, rất là mỏng, rất là đẹp và rất là cứng cáp. Đây, màu tím quá là ngon đúng không ạ? Và cảm ơn anh chị em nha. Chúc 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc nha.